Chào các em, đây là cái video hướng dẫn về làm bài thực hành 2 trong chương trình tin 11. Nội dung của bài yêu cầu là nhập vào ba số nguyên dương ABC và kiểm tra xem nó có phải là bộ số Pythagore hay không. Nếu tổng bình phương của hai số bằng bình phương số còn lại thì nó là bộ số Pythagore. Vậy bây giờ ta sẽ đi viết chương trình như sau. Các em mở một cái file code block ra rồi lưu nó lại với tên là Pythagore. Pythagore.cpp. Rồi, bây giờ ta sẽ đi lấy một chút cái này để cho. Rồi. Bây giờ ta đi khai báo ba cái biến này, đúng không? Rồi, bây giờ đi nhập ba cái số này lại. Rồi, bây giờ đi kiểm tra thôi. Nếu A bình phương cộng với B bình phương mà bằng gì nhỉ? C bình phương hoặc A bình phương cộng với C bình phương mà đều bằng là B bình phương hoặc B bình phương cộng với C bình phương mà bằng A bình phương thì các em in ra A C là bộ số Pythagore L. Ngược lại, không phải là bộ số Pythagore. Ok, ta sẽ chạy luôn xem thế nào. Rồi, cô ví dụ như cô nhập bộ số là 357, à 345, 345. Đây là bộ số Pythagore, đúng không? Ví dụ như thế là không phải, đúng không? Rồi, như vậy nội dung bài thực hành đến đây là kết thúc em này. Chú ý quan sát rồi thực hiện cho cô nhé.